Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được theo dõi những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Minh Đường Tử Vi hoan hỷ cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, đúng tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023. Được thần tài gọi tên ban phát tài lộc mà ăn nên làm ra trúng số liên tiếp, đổi đời phát tài cực mạnh nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Quý vị thân mến, nhiều người trong chúng ta khi gặp khó khăn hay bế tắc trong cuộc đời luôn thích tới chùa thắp hương cầu khấn, mong mọi thứ sẽ có chuyển biến tốt, tai qua nạn khỏi, ai cũng muốn bản thân và người quen được thần Phật che chở, bảo vệ. Nhưng lời cầu khấn đó có hiệu nghiệm và thành sự thật hay không thì không ai biết chắc, và mọi người đều đánh giá theo trực giác của bản thân mà thôi. Vậy quý vị tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 có bao giờ thắc mắc phải làm gì để được Phật độ không? Và làm thế nào để nhận biết được Phật đang độ mình hay không? Nếu có thì mời quý vị cùng xem hết video ngày hôm nay nhé! Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, làm gì để Phật độ biết ngay để hứng chọn lộc trời, đổi đời giàu sang, tiền tiêu ba đời không hết? Trước tiên mời quý vị cùng chiêm nghiệm lại đôi nét về tính cách và cuộc đời Tân Dậu, bởi tính cách con người quyết định rất nhiều trong việc có được ơn trên đỡ đần hay không. Tân Dậu là người tập trung ý chí kiên cường, ôn hòa tự trọng, thận trọng nhạy bén, khéo léo, có cách nghĩ mềm dẻo, họ có vẻ bề ngoài thần bí lãng mạn lịch thiệp và thái độ xử sự chính chắn, giỏi đối đáp, rất biết dựa dẫm. Tân Dậu tài năng đặc biệt, có khả năng đấu trí nhất quán, từ đầu tới cuối không biết khoe khoang tài năng của mình mà âm thầm rèn giũa bản thân, đồng thời tiến dần về phía trước theo kế hoạch. Tân Dậu có khả năng cảm thụ và rất thông minh, khả năng ứng biến tốt, quan tâm đến người khác. Họ luôn có ước muốn dùng sức mạnh của bản thân tạo dựng sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, nhưng nếu thiếu tinh thần hợp tác sẽ rất dễ thất bại. Cuộc đời của Tân Dậu có thể nói là một cuộc đời đầy sóng gió. Nếu cứ bằng phẳng chẳng có chút gợn sóng thì đã không phải là cuộc đời của Tân Dậu rồi. Mọi sóng gió đến với Tân Dậu như là điều tất yếu. Người nào vượt qua được những nghịch cảnh, những sóng gió trong cuộc đời thì thành công, thành tựu. Người nào không vượt qua được thì cứ mãi vẩn vơ thơ thẩn giữa dòng đời. Ân tình bạc bẽo nuôi Tân Dậu lớn, sóng gió cuộc đời dạy Tân Dậu khôn. Nỗi uất ức của Tân Dậu được gói gọn trong câu ca dao: lúc nghèo thì chẳng ai nhìn, đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em. Lúc Tân Dậu nghèo khó chẳng được ai nhìn ngó tới, người thân xa lánh, người quen biến thành người lạ, bạn bè lại ngó lơ, chỉ có cha mẹ là bên cạnh ủng hộ lúc này. Nhưng thế sự đổi thay, một ngày Tân Dậu vươn lên thành công vẻ vang, đột nhiên bạn phát hiện mình trở nên thật nổi tiếng, ai cũng vui vẻ nhận bạn là người quen. Mà sao những gương mặt này lại xa lạ đến thế? Vậy mới nói cuộc sống nhiều lúc chua chát như vậy đấy. Có những lúc hoạn nạn khó khăn Tân Dậu mới hiểu thấu được lòng người. Lúc anh chị nắm của cải trong tay, bạn bè vây quanh và đối xử tử tế với anh chị chưa chắc đã tốt. Nhưng lúc mình không còn gì cả, người còn ở bên cạnh mới là người mình nên trân trọng cả đời. Đã dành quá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, thời gian còn lại bây giờ Tân Dậu nên dành cho mình. Quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc gì muốn làm thích làm thì làm, ai nói sao mặc kệ. Vì mình đâu phải sống để người khác thích hay không thích, nên sống thật với mình đến những năm cuối đời, khi đã đi tới cuối con đường sự nghiệp vinh quang, xưa kia đã trở thành mây khói xa vời. Đã đứng ở sân ga cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, Tân Dậu sẽ muốn tìm lại những tình cảm chân thành, về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại ước mơ thuở nhỏ cùng bạn học, nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ. Có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống, được quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành. Là một niềm vui lớn của tuổi già, nếu Tân Dậu đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng, không hài lòng thì mặc kệ nó, ấy cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi, cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm, và cuối cùng đặt cho mình một dấu chấm hết thật to tròn và đậm. Có vậy thôi,
Vậy Tân Dậu có được Phật độ không? Và người được Phật độ thì sẽ như thế nào? Với tính cách và cuộc đời như vậy chắc chắn Tân Dậu sẽ được thần Phật phù hộ. Tuy nhiên do nghiệp nhân quả mỗi người là khác nhau, nên người nào kiếp trước gieo nhân lành nhiều thì sẽ được hưởng quả lành trước. Còn người nào kiếp trước gieo nhiều nhân xấu thì phải chờ hết nghiệp ấy thì mới nhận về may mắn cho mình. Thực tế đã có rất nhiều Tân Dậu được thần Phật phù hộ. Có người nhận ra điều đó và rất trân trọng, nhưng vẫn có những người đang được Phật độ như chẳng hề nhận ra. Kỳ thực mỗi chúng sinh xung quanh bạn đều có thể là Bồ Tát. Ngài không phải lúc nào cũng có hình hài giống như trong bức chân dung hình ảnh mà mọi người vẫn hay thấy. Hình ảnh của Ngài thay đổi theo sự thay đổi của chúng sinh. Đó là lý do tại sao bạn không bao giờ nhìn thấy chân thân của Bồ Tát, nhưng thật ra Ngài vẫn luôn ở bên cạnh bạn, chẳng qua là thường ngày vẫn bị bạn phớt lờ mà thôi. Bản mệnh sinh từ ngày 05 tháng 2 năm 1981 đến ngày 24 tháng 5 1982 dương lịch, thuộc tuổi Tân Dậu, cầm tinh con gà, thiên can Tân kết hợp với địa chi Dậu, mang ý nghĩa long tàng chi kê, gà trong lòng. Tuổi 1981 mệnh mộc, thạch lựu mộc, gỗ cây lựu đá, Tân Dậu mệnh thạch lựu mộc, sinh ra đã là kẻ kiên cường vươn lên không biết mệt mỏi. Thạch lựu mộc của Tân Dậu có nghĩa là cây lựu đá, trong đó thạch là đá, lựu là cây lựu, còn mộc chính là cây gỗ. Mệnh thạch lựu mộc chính là mệnh cây lựu đá, hay còn gọi đơn giản là mệnh gỗ cây lựu. Loại lựu này cây thấp, có thân gỗ cứng, gốc cây có hình dạng hơi đặc biệt nên người ta trồng để làm cảnh trông rất bắt mắt. Quả của nó khi chính có màu đỏ nổi bật trên nền màu xanh của lá, bên trong quả có rất nhiều hạt. Thân mộc của loại cây này có chất đá nên rất cứng cáp, không gì có để làm đổ gãy được. Chúng có sức sống cao, bền bỉ, có thể sinh trưởng ở vùng núi đá cằn cỗi. Những người này mang các nét tính cách chung của người mệnh mộc, đó là ôn hòa và bình tĩnh, hiền lành, nhân ái và hướng thiện. Họ biết cảm thông và chia sẻ với người khác, thích làm những điều tốt đẹp, kiên định suy nghĩ mọi việc thấu đáo, sâu sắc, cứng rắn trong các quyết định, nói là làm. Nghị lực cốt cách con người họ ít ai sánh bằng, nội lực mạnh mẽ, họ chăm chỉ làm việc, thực hiện mục tiêu đến cùng bằng sự kiên trì, nhẫn nại. Người nhanh nhẹn, phong cách thái vát, linh hoạt, phản ứng nhanh với các tình huống, có khả năng giao tiếp giỏi, hoạt bát, có khả năng thấu hiểu. Họ nổi tiếng với phẩm chất nhân hậu, có tấm lòng cao cả vì luôn biết yêu thương, cảm thông chia sẻ cho những người khác. Vì vậy mà họ luôn nhận được sự tôn trọng, ngưỡng mộ và quý mến từ bạn bè, người thân. Người đa tài, họ giỏi nghệ thuật, hội họa văn chương, nhưng cũng khéo quản lý tài chính hay các hoạt động thương mại. Yêu cái đẹp nhưng cũng rất thực tế và ham kiếm tiền. Chính vì lẽ đó nên đôi khi họ không biết nên tập trung vào thế mạnh nào của mình. Giàu trí tiến thủ, họ giỏi thích nghi, không ngừng vươn cao trong mọi hoàn cảnh. Vì đặc điểm của thạch lựu là loài cây sinh trưởng ở vùng đất sỏi đá khô cằn, nên nó có sức sống mãnh liệt phi thường để có thể thích nghi tồn tại được. Lạc quan là người có đặc điểm nổi bật là biết vươn lên sinh tồn trong điều kiện khó khăn, do đó bản lĩnh của họ rất cao, luôn đầy hy vọng với cuộc sống. Họ tự tin vào bản thân và luôn tràn đầy niềm yêu đời. Những người này có điểm yếu là tính khí nóng nảy, thế nhưng họ làm gì cũng rõ ràng và minh bạch, thích sự đơn giản, mộc mạc. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Tân Dậu 1981 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tháng 12 này, tuổi Tân Dậu gặp được cục diện tam hợp thái tuế, báo hiệu đây sẽ là một tháng nhiều điểm sáng với con giáp này. Mọi việc đang có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt so với thời gian trước đó. Phương diện sự nghiệp của Tân Dậu có thêm các tinh thiên ấn che chở, nên vận trình không tệ chút nào. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn. Tài chính ở thời điểm này khá dư giả. Tân Dậu được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan. Bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm chuẩn bị đón Tết hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh xa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Mối quan hệ tình cảm cũng có nhiều niềm vui, một số cặp đôi có thể đi đến quyết định quan trọng khi nâng cấp mối quan hệ tình cảm của mình. Gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vông vén nhà cửa, người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình. Tháng này tuổi Tân Dậu cần đặc biệt lưu ý phương diện sức khỏe, nguyệt lệnh lâm đất bệnh dự báo những bất lợi cho cơ thể của bạn, có thể là những chứng bệnh cũ tái phát, hoặc cơ thể lao lực nên dễ ốm đau, hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở con giáp này đi lại, làm việc cẩn thận kẻo bị thương tật tai nạn. Về phương diện sự nghiệp, căn cứ vào tử vi tháng 3 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch,
tháng mới mang tới cho người tuổi Tân Dậu nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình trong sự nghiệp. Tất cả là nhờ có lục hợp nâng đỡ, có thể sẽ có một chút biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực, công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió. Mưu sự cũng có khả năng thành công, các kế hoạch dự định đều được tiến hành trôi chảy, bạn cũng tìm ra được những phương pháp mới, hướng đi mới, phục vụ rất nhiều cho sự nghiệp. Ở thời điểm hiện tại, tinh thần làm việc được củng cố, giúp bản mệnh có những suy nghĩ tích cực, hành sự thêm phần xông xáo và mạnh dạn, nhưng cũng không kém phần thận trọng. Thành quả thu được chính là động lực cho bạn tiếp tục phấn đấu. Chính vì có định hướng công việc rõ ràng, bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức khi đi đúng đường, không còn quá mông lung. Tuy nhiên khi bắt đầu một hạng mục mới toanh, bạn vẫn nên có thời gian xem xét, tính toán đường đi nước bước cụ thể, đừng hấp tấp vội vàng mà phạm sai lầm. Con giáp này có thể tự thực hiện giấc mơ của mình rồi đấy, đừng bỏ rơi giấc mơ và tham vọng của mình khi mọi thứ đang ở trong tay. Vận quý nhân trong tháng vượng, nhân đà này bạn có thể tiến hành việc lớn, nhân duyên tốt đẹp, thúc đẩy công việc thuận lợi hơn. Mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn chạm tay tới mục tiêu. Lưu ý, tháng này Nguyệt lệnh Lâm tự ở Tân Dậu, báo hiệu vận trình vẫn còn bất ổn, thậm chí có chiều hướng giảm dần, quá trình tiến hành công việc có thể vẫn gặp trở ngại nếu thiếu sự cẩn thận. Làm gì cũng nên làm từng bước một, chậm nhưng chắc, cơ hội gặt hái thành quả tốt vẫn nhiều, bạn không phải quá lo lắng hay bi quan. Về phương diện tài lộc, tài lộc của tuổi Tân Dậu vượng lên khá rõ, cục diện tam hợp mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc. Cả nghề tay phải lẫn nghề tay trái đều đem lại thu nhập khả quan, nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhỉnh hơn. Công việc đang tiến triển mạnh mẽ, đảm bảo cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh, bên cạnh khoản lương cứng, với biểu hiện xuất sắc của mình. Tân Dậu còn có thể nhận được các khoản phụ cấp, đãi ngộ thưởng nóng về trách nhiệm, đặc biệt việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản chia doanh số không nhỏ. Đây còn là tháng chạp cận Tết cuối năm, là lúc mà tiền lương tiền thưởng được trao, nhiều khoản thu nhập đổ về cùng lúc, giúp tài khoản của Tân Dậu tăng tiến chóng mặt. Trong khi đó, người làm kinh doanh đón lộc về nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng, các cơ hội buôn bán mùa lễ hội cuối năm liên tục mở ra trước mắt, có thể khiến bản mệnh choáng ngợp, nhưng cũng vì thế mà bản mệnh có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn hạng mục phù hợp. Tuổi Tân Dậu được khuyên đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó, hãy dựa vào kinh nghiệm và căn cứ năng lực của mình, chọn lĩnh vực mà bạn biết rõ nhất, khi đó bạn sẽ tự tin hơn, gặp tình huống bất lợi cũng biết cách xoay sở kịp thời. Ngoài ra, bạn cũng nên tin tưởng hơn vào trực giác của mình, nhất là khi sao xấu ngũ quỷ sẽ có thể gây ra một vài bất lợi nếu bạn chủ quan. Nếu bạn cảm thấy cơ hội nào đó không ổn, thì tức là nó có vấn đề thật, nên dành thời gian tìm hiểu thêm. Tiền bạc dư giả nên bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết, hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh xa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Về phương diện tình cảm, gia đạo, cát khí trong tháng mới cũng giúp vận trình tình cảm của Tân Dậu hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn, gia đạo êm ấm. Vợ chồng khó tránh lúc to tiếng qua lại, chủ yếu do mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái, nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng, nên mọi chuyện được giải quyết khá nhanh. Về phương diện sức khỏe, phương diện sức khỏe của Tân Dậu trong tháng 12 năm 2023 âm lịch, nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo, bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại để phòng tai nạn té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ. Thưa quý anh chị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đằng đẵng. Đối với Minh Đường Tử Vi thì năm qua khá nhiều may mắn nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai, nên biết tránh những họa hại vận vào mình nên cũng bớt phần đen đuổi. Không biết quý anh chị Tân Dậu 1981 có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường Tử Vi được biết nhé. Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý anh chị. Tuổi Tân Dậu 1981, vậy năm 2024 này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường Tử Vi nhé. Xét theo thuyết ngũ hành, mệnh mộc của nam Tân Dậu 1981 tương sinh với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn 2024, thiên can Tân Bình hòa với thiên can Giáp, địa chi Dậu lục hợp với địa chi Thìn, như vậy là rất tốt.
đối với nam mạng tuổi Tân Dậu. Trong năm 2024 này, nam tuổi Dậu 1981 sẽ có nhiều thuận lợi và thử thách hơn so với năm cũ. Nếu vận may tới mà biết nắm bắt thì sẽ chuyển hóa được thành cơ hội, gặt hái được nhiều thành quả. Bản mệnh nên chuẩn bị cẩn thận mọi việc, lúc nào cũng khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi để chờ đợi thời cơ. Vận trình tử vi tuổi Dậu 1981, nam mạng trong năm Giáp Thìn cũng giống như một hành trình leo núi, dốc núi tuy gập ghềnh, nhưng khi chinh phục được đỉnh núi thì có được tầm nhìn xa trông rộng, hưởng thành quả mỹ mãn. Điều này nhắc nhở bản mệnh luôn phải kiên trì, nỗ lực, không kiêu ngạo khi gặp thuận lợi, không nản chí khi gặp khó khăn, bởi phía trước luôn có những điều mới đang đón đợi. Năm Giáp Thìn 2024 này, nam tuổi Dậu 1981 sẽ gặp nhiều thuận lợi may mắn trong công việc. Là người có tầm nhìn chiến lược, thông thái, nên Tân Dậu nam mạng luôn có kế hoạch và chủ động giải quyết tốt các vấn đề, biết cách vận dụng trí tuệ, năng lực chuyên môn, lắng nghe ý kiến của người giỏi thì mọi việc sẽ thành công. Trong công việc khó tránh khỏi một số khó khăn, nhưng với kinh nghiệm dày dặn, cộng với sự bình tĩnh, thì nam Tân Dậu có thể xử lý được mọi việc. Nếu đối diện bất trắc mà không oán trách, không hoảng loạn, biết suy nghĩ bằng trí tuệ và hành xử bằng trái tim từ bi thì khó khăn cũng trở thành thuận lợi. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Tân Dậu có sự tăng trưởng, càng nỗ lực chăm chỉ làm việc thì mệnh chủ càng nhận về khoản thù lao xứng đáng. Dù công việc kiếm tiền thuận lợi, nam Tân Dậu cũng cần hết sức tỉnh táo, không nên tự mãn hay vội vàng đầu tư mạo hiểm. Ở tuổi 44, bản mệnh nên chuẩn bị cho mình một quỹ tài chính cá nhân để phòng trừ những lúc cần sử dụng đến. Khi đạt được thành quả cần thận trọng và khiêm tốn, sử dụng đồng tiền tiết kiệm đúng lúc, đúng chỗ. Một người càng sống giản dị mộc mạc thì càng dễ đạt được thành công vững bền. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nam tuổi Tân Dậu được hòa hợp, đoàn kết tràn đầy tình yêu thương. Gia đình cũng chính là hậu phương vững chắc tiếp thêm động lực, sức mạnh cho mệnh chủ trong cuộc sống. Vì thế, nam tuổi Dậu 1981 hãy yêu thương, trân trọng người bạn đời của mình nhiều hơn. Trong năm 2024 này, bản mệnh nên cân bằng thời gian giữa công việc và chuyện gia đình. Trong cuộc sống, vợ chồng cần giữ lòng chung thủy và bao dung cho những khuyết điểm của nhau, đồng hành mỗi lúc khó khăn, chia sẻ công việc nhà để cùng chung tay xây dựng mái ấm hạnh phúc. Trong năm nay, nam Tân Dậu cần chủ động rèn luyện sức khỏe nhiều hơn, thay đổi lối sống lành mạnh, kiểm tra sức khỏe thường xuyên để có những cải thiện tốt kịp thời, giúp phòng trừ bệnh tật. Năm 2024, nam mạng Tân Dậu nên siêng năng vận động, có kế hoạch ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý. Việc đi ngủ sớm mỗi tối là liều thuốc giúp trẻ hóa cơ thể đơn giản nhất. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng nên tránh làm việc quá sức sẽ dễ khiến tinh thần mệt mỏi, mất năng lượng. Đối với nữ mạng tuổi Tân Dậu, trong năm 2024 này, nữ Tân Dậu 1981 sẽ có nhiều cơ hội tốt trong công việc và cuộc sống, chỉ cần đóng góp lợi ích cho xã hội, làm việc tốt giúp người, gặp thử thách cũng không bỏ cuộc thì sẽ nhận được nhiều điều may mắn, gặp hung hóa cát. Vận trình tử vi tuổi Dậu 1981, nữ mạng trong năm Giáp Thìn được hoàn cảnh xung quanh và quý nhân tương trợ. Lời khuyên cho bản mệnh là không nên chủ quan, hãy biết khiêm tốn học hỏi và báo đáp ân nhân thì phước báu mới được bền lâu. Năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Dậu 1981 gặp được nhiều hoàn cảnh thuận lợi hơn trong sự nghiệp. Mệnh chủ nếu chăm chỉ cẩn thận trong công việc, làm việc chính trực và có ích thì sẽ gặt hái được những thành công. Việc giao tiếp thông thái, bình tĩnh giúp bản mệnh được nhiều người tin tưởng, hợp tác. Đôi lúc công việc gặp một số khó khăn, nhưng với tư duy linh hoạt, nữ Tân Dậu sẽ vượt qua được, biến nguy thành an và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Gặp phiền toái nếu biết cách lặng lẽ quan sát, không nóng vội kết luận thì sẽ thấy được những mặt tích cực của vấn đề. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Tân Dậu phát triển theo chiều hướng tốt. Bản mệnh chăm chỉ làm việc nên có được thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Chi tiêu chặt chẽ và thông minh là cách dự trù cho rủi ro và tạo nền tảng tài chính an toàn. Ở độ tuổi 44, nữ tuổi Tân Dậu nên chi tiêu tiết kiệm, không lãng phí tiền cho những thứ không cần thiết. Mỗi khi thu nhập tăng lên, mệnh chủ có thể tăng số tiền tiết kiệm trong quỹ của mình. Có như vậy thì cuộc sống sẽ luôn chủ động và không phải lo lắng. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Tân Dậu ấm êm, hôn nhân hạnh phúc lâu dài, bởi bản mệnh luôn ôn nhu, dịu dàng với chồng, bao dung với con cái. Nữ Tân Dậu tính tình khiêm nhường, hiền đức trong việc nuôi dạy con cái, xứng đáng là hậu phương vững chắc để người chồng yên tâm làm việc. Chìa khóa để nữ Tân Dậu giữ gìn hạnh phúc hôn nhân gia đình là sự dịu dàng, vị tha, bao dung. Hãy học cách lắng nghe, hỗ trợ người thân lúc cần thiết,
chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ được ấm êm thịnh vượng. Để có một sức khỏe tốt, tràn đầy năng lượng trong năm Giáp Thìn, nữ Tân Dậu nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh, điều chỉnh chế độ ăn uống, lên kế hoạch vận động hàng ngày, vừa tốt cho sức khỏe thể chất, lại giúp tinh thần được thư giãn thoải mái. Mệnh chủ có thể làm quen với các bộ môn nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, nhảy dây. Trong độ tuổi ngoài 40, nữ tuổi Tân Dậu nên kiểm tra tổng quát sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần để nắm được tình trạng cơ thể mình. Và bây giờ xin mời quý anh chị tuổi Tân Dậu 1981 đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 nhé. Tử vi tuần 1, tuổi Tân Dậu tháng 12 âm lịch 2023. Vận trình của tuổi Tân Dậu xen lẫn cả hung và cát, con giáp này công việc được suôn sẻ khiến bao người nằm mơ cũng không được, nhưng lắm kẻ xấu tính bản mệnh càng thành công vui vẻ càng lắm người đố kỵ, thích chọc phá, tuổi Tân Dậu nói được làm được, không thích ăn không nói có, ba hoa, nên rất được lòng mọi người. Một số người chờ tin tức xin việc, thi cử, thăng chức có thể hóng tin tốt vào giữa tuần hoặc cuối tuần, nhưng cũng phải đề phòng tiểu nhân ngáng đường. Tài lộc cũng khởi sắc ăn nên làm ra, buôn bán đắt hàng, một số người có tin vui trong công việc cũng ảnh hưởng khá nhiều đến tài lộc. Làm tốt thì được thưởng đó là lẽ đương nhiên, tuy nhiên bản mệnh nên cẩn thận kẻo làm rơi tiền hoặc mất tiền oan, đừng có tin người quá vội. Trên phương diện tình cảm tuổi Tân Dậu dễ bất ngờ có xích mích với nửa kia hoặc người ngoài, con giáp này sống biết điều nhưng lại hay gặp kẻ tham lam vô tâm, thấy bản mệnh hơn là nóng mặt ghen tức, trong ngày này cũng khó tìm được người tâm đầu ý hợp với chính mình. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 7 đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh, vàng, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Hợi, con số may mắn, nam, 7, 30, 91, 12, nữ, 8, 26, 68, 77. Tử vi tuần 2, tuổi Tân Dậu tháng 12 âm lịch 2023. Công việc của tuổi Tân Dậu vào đầu tuần yên ổn, bản mệnh khéo ăn khéo nói, chịu thương chịu khó cày cuốc nên cũng được lộc, làm ăn không thua kém ai. Tuy nhiên, cuối tuần công việc sẽ có trục trặc không nên chủ quan kẻo rước bực vào thân. Trong những ngày cuối tuần, con giáp cần cẩn trọng, chớ khoe khoang quá nhiều số tiền mà mình đang có trong tay. May mắn đầu tuần vẫn tốt, đó cũng là cơ hội mà tuổi Tân Dậu có thể gỡ gạc lại những gì đã mất hoặc phòng tránh trước chuyện hao tài tốn của trước khi cuối tuần ập đến. Tình cảm gia đình cũng có chút trục trặc nhỏ, bản mệnh nên nhắc nhở người nhà đi lại, ăn nói cẩn thận kẻo bị thương. Gia đình hoặc nửa kia sẽ gặp trục trặc liên quan đến sức khỏe, bản mệnh cũng vậy, nên kiểm tra sức khỏe ngay khi phát hiện ra cơ thể có vấn đề. Tuổi Tân Dậu nên chú ý đến sức khỏe, đi lại nhiều hơn, con giáp này có điềm báo sẽ gặp trục trặc liên quan đến cơ thể, hoặc đi đường dễ có va chạm, nên lưu tâm điều này. Những người phải đi xa trong tuần này nên cầu khấn tổ tiên phù hộ độ trì cho bình an vô sự. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 9 đến 11 giờ, màu sắc cát tường, đen, vàng, quý nhân phù trợ, Ý, Sửu, Tỵ, con số may mắn, nam, 4, 95, 31, 40, nữ, 2, 15, 90, 39. Tử vi tuần 3, tuổi Tân Dậu tháng 12 âm lịch 2023. Tuổi Tân Dậu vận trình suôn sẻ hơn hẳn, con giáp này sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ đang đón chờ ở phía trước. Từ công việc đến tật ách tai ương đều được giải trừ tai họa, gặp hung đều hóa cát, bình an vô sự, công việc may mắn hơn người. Tuần này tuổi Tân Dậu làm gì cũng tự tin đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Trong tuần này bản mệnh cũng xử lý ổn thỏa mọi vấn đề tồn động. Nhờ thế được cấp trên tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng, mọi việc khiến bản mệnh đau đầu sẽ được giải quyết sớm ngay trong tuần. Vận tài lộc vượng phát, con giáp này tự làm chủ tài chính và không cần dựa dẫm vào ai. Bản mệnh có lộc buôn bán nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc nhập lô hàng mới. Tuổi Tân Dậu có nhiều khoản thu, dù làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là có tiền. Vận trình tình cảm cũng êm đẹp suôn sẻ, tuổi Tân Dậu ôn hòa biết bỏ qua lỗi lầm cho người khác. Xét vận trình tình duyên con giáp này khá êm ái, không có biến động lớn, bản mệnh biết cách làm cho nửa kia cảm thấy tin tưởng, dù đôi bên phải yêu xa hay không ở cạnh nhau. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 19 đến 21 giờ, màu sắc cát tường, đen, vàng, quý nhân phù trợ, Ý, Tuất, Hợi, con số may mắn, nam, 4, 04, 13, 38, nữ, 2, 79, 64, 42.
Tử vi tuần 4, tuổi Tân Dậu tháng 12 âm lịch 2023. Nữ tuổi Tân Dậu sẽ thuận lợi hơn nam, công việc hay nhân duyên đều ở mức tốt, không có trục trặc lớn xảy ra, phần lớn may mắn cũng nhờ vào phước đức của bản mệnh. Nữ giới tuần này nên cầu công danh, nhất là những người đang xin việc hoặc muốn thăng chức, những người muốn ổn định công việc hoặc mở cửa hàng lập nghiệp riêng. Để làm chỗ dựa cho bản thân sẽ thuận lợi đừng lo, nam giới nên tiết chế tính hung hăng thì sẽ suôn sẻ, không bao giờ gặp khúc mắc trong công việc. Vận trình tài lộc tiến triển từ giữa tuần trở đi, con giáp này sẽ gặp nhiều cơ hội phát tài, thu về tiền bạc đầu tay nên chẳng lo túng thiếu, những ai đang làm kinh doanh sẽ buôn bán rất tốt, nên lợi nhuận gia tăng gấp bội. Tuy nhiên đầu tuần cần cố gắng, không chi tiêu lãng phí, không ăn chơi đàn đúm. Tình duyên vượng sắc, chuyện cưới hỏi diễn ra tốt như dự định, người độc thân được mai mối sớm thoát ế tìm được người phù hợp. Duyên trời đã xe nhưng có nên đôi lứa hay không thì phải lựa chọn và tình cảm dành cho đối phương của chính bản thân con giáp này. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 13 đến 15 giờ, màu sắc cát tường, trắng, hồng, quý nhân phù trợ, Hợi, Dần, Mùi, con số may mắn, nam 1, 25, 51, 63, nữ 5, 19, 82, 72. Chọn tuổi sông đất, sông nhà năm mới 2024 cho quý anh chị tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Quý vị thân mến, chọn tuổi sông đất, tuổi sông nhà 2024 hợp mệnh với gia chủ sẽ mang tới vận đỏ như son, may mắn ngập tràn, phú quý dồi dào trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó, như vậy tuổi sông đất sẽ mang lại cát khí và tài lộc cho gia đình. Sau đây là những tuổi tốt để sông đất trong năm mới 2024, giúp quý anh chị Tân Dậu đón tài, rước lộc về nhà, xin mời quý anh chị cùng tham khảo. Bính Thân 1956, Kỷ Tỵ 1989, Kỷ Hợi 1959, Ất Tỵ 1965, Nhâm Tý 1972, Canh Thân 1980, Bính Dần 1986. Các tuổi sông đất xấu nên tránh với người tuổi Tân Dậu trong năm Giáp Thìn 2024 là Đinh Mùi 1967, Quý Hợi 1983, Đinh Mão 1987, Canh Ngọ 1990, Nhâm Thân 1992, Giáp Tuất 1994, Kỷ Mão 1999, Tân Tỵ 2001. Bản mệnh Tân Dậu nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 3 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe.
1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Tiếp theo, trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2023, Minh Đường Tử Vi chia sẻ tới quý vị về phong thủy may mắn, giúp Tân Dậu gặp hung hóa cát, đón năm mới may mắn bình an. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn 3 cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết, thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt, xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Mẹo thứ ba, đốt phong long phù. Với một số nhà phong thủy thì phong long phù được dùng nhiều trong việc trừ uế khí, khai vận, chiêu tài, vì rất dễ làm. Thỉnh phong long phù đã được tẩy uế, khai vận, sau khi thắp hương ở ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài gia chủ thành tâm khấn lạy, khai báo đầy đủ tên tuổi, địa chỉ và kêu cầu những mong muốn, sở nguyện của mình để phù ứng nghiệm, cuối cùng gia chủ xin tạ lễ và đem phong long phù đốt ba lá ở các hướng tốt trong ngày. Theo quan điểm dân gian, phong thủy, xả xui có thể làm bất cứ khi nào cảm thấy vận trình của mình đi xuống hay gia chủ vừa lui tới những nơi có nhiều âm khí như đền chùa, bệnh viện, nghĩa trang, đi đám tang, khi về đều có thể làm để trừ năng lượng xấu, tà khí và kích hoạt vận may cho mình và gia đình. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.